Hello anh em à, khi mà xe đi tour mà hết dầu thắng anh em ha, hết dầu thắng thì anh em phải đổ gì vô, muốn đổ gì thì đổ ha, tuyệt đối là không được đổ nhớt nha anh em, nhớ mình nha. Tại vì theo kinh nghiệm của mình làm xe tính tới giờ hơn chục năm rồi, mình gặp cũng nhiều trường hợp như vậy rồi. Khi mà anh em mà đổ nhớt đó, đổ nhớt vô trong dầu thắng thì chắc chắn 100% tất cả những cao su sẽ nở. Tại vì nhớt là một nè, à, mỡ bò gốc khoáng là hai. Mỡ bò thì nó có hai gốc, một cái là gốc khoáng, một cái là gốc silicon anh em ha. Gốc silicon thì anh em có thể bôi vô những cái chỗ mình như như con heo á ha. Đó anh em bôi vô cái phốt dầu á, phốt có nghĩa là mấy cái phốt cao su này. Đó là thì dầu thắng silicon nó sẽ tốt hơn là anh em là bôi mỡ bò nhá. Mỡ bò gốc khoáng thì cũng sẽ gây nở y chang như nhớt vậy đó. Đây. Đây là xe này là anh trai này là đổ nhớt vô trong dầu thắng. Thì hiện tượng gì sẽ xảy ra. Ok. Đây nha, nó nở nha má. Có nghĩa tất cả các phốt trên xe đều nở hết. Đó, anh em thấy không? Bây giờ là nó nở nó siêu to khổng lồ. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nó nở chưa? Nó nở banh hết, nó nở to hơn cả cái miệng của cái cùng thắng này ha. Đó, cái phốt này cũng nở này. Tại vì bây giờ bóp bóp vô là không ra này, bóp nó rất là cứng ha. Đó, là cái phốt này cũng nở rồi. Là bây giờ là xe này là có nghĩa là toàn bộ cái hệ thống phanh của xe này là nở phốt hết. Đó là lý do mà anh em không bao giờ được phép mà đổ nhớt vô trong dầu thắng anh em ha. Nhớt không thể nào mà thay dầu thắng được. Đó, mình nói trước cho anh em biết. Lỡ mà đi tour mà hết dầu thắng chẳng hạn đi thì bí quá, thì như một số anh em mà ngày xưa hay chỉ lấy dầu ăn, nhưng mà cái này thì mình chưa thử nha. Mấy anh em kêu lấy dầu ăn đổ vô vẫn chạy bình thường được, nhưng mà khi mà tới nơi về tới nhà là phải vệ sinh lại sạch sẽ nha ha. Còn lại tuyệt đối không được đổ nhớt. Đó, tất cả những cái thứ mà liên quan tới gốc khoáng của dầu mỏ là đều gây nở phốt anh em ha. Anh em nên nhớ cho mình nhé, tất cả những cái hóa chất như dầu nhớt mà liên quan tới gốc khoáng á là đều gây nở phốt hết. Còn gốc ST như 300V thì mình chưa thử ha. Đó, đó. Thì anh em lưu ý nhé, đây là một trong những cái bài học của em trai này. Thì bây giờ cái xe này giờ phải làm cái gì? Thứ nhất á là phải thay toàn bộ cao su luôn. Cao su thắng này, cao su cúp ben này, cao su của nguyên cái cục thắng trước đây này, tại vì bây giờ mấy cái xin ông này á, nó nở hết rồi, nở banh nữa rồi. Anh em nên lưu ý vấn đề giùm mình ha. Ok nha, chúc anh em bảo dưỡng xe thật là chuẩn ha. Ok, thank you nha.